Hôm nay em vào tận container để kiểm đồ đây quý vị. Đây container người ta xếp sẵn xe chuẩn bị đóng về Việt Nam. Đây, anh em đang còn xem xe. Này có xe tay cong ngon đẹp, Panasonic luôn này, đẹp thế. Con này carbon luôn, ngon thật. Con này và khung carbon mình vài ba cân. Con này về Việt Nam mấy chục ấy. Con này là con này mẫu mã Việt Nam dưới 10 triệu. Không bao giờ dưới 10 triệu. Panasonic đẹp này. Đẹp, còn mỗi long lanh mỗi tôi là cái bánh nó hơi mòn, thay bạn thì bắt buộc phải thay rồi, bạn thì khẩu hao rồi. Đồ đạc nhiều công người ta đóng xong chảo gì tùm lum hết.